Giờ đây là một video bị bắt tại trận, mọi người hãy đón xem. Có hai thanh niên đang đi vào một tiệm quần áo, nhìn rất là lén la lén lút. Một tên giả bộ đang nghe điện thoại, còn tên kia thì đang đứng chiếc xe nghe mọi người. Rồi, một tên đang đi từ từ vô trong cửa tiệm, dường như là tiệm quần áo này không có ai luôn mọi người ơi. Còn tên kia ngồi ngoài xe nha, cảnh giác nha. Hắn đã bước vào bên trong. Bên trong là hiện là có rất nhiều quần áo. Tiếp theo hắn ta đang nhìn và đang lựa quần áo luôn. Vẫn không có ai hết. Vừa lựa quần áo mà vừa nhìn ra ngoài nha mọi người. Rất là cảnh giác luôn đó. Bây giờ đã đi vào bên trong nữa rồi. Hắn đang thò tay lấy nguyên sắp quần luôn kìa nghe mọi người. Hãy để ý kìa. Đó. Rồi nguyên chồng luôn nha. Chưa. Nguyên chồng để xuống lấy thêm một chồng nữa. Ghê chưa. Đỡ đi sắm đồ Tết. Bây giờ là ôm một trong quần này đi ra ngoài, đặng lên xe đặng tính tẩu thoát đây. Ồ, gán xách thêm một miếng nữa đó. Giờ rồi đi ra ngoài nghe mọi người. Đây, đi ra. Anh ta đang lên xe nha, thì bất ngờ anh chủ tiệm chạy lại túm áo và lôi tên trộm này ngã xuống đất. Mọi người hãy xem lại đây và bắt đầu đây, ngã xuống đất liền. Đó là anh chủ tiệm mà đang giằng co với tên trộm. Cuối cùng anh chủ tiệm đang thắng thế hơn, đang ôm tên trộm lại và hô hoán xung quanh nha mọi người. Đã đè được tên trộm xuống rồi kìa. Đó, người dân người ta chạy lại. Sau đây anh chạy qua anh lấy thêm một cây sắt nữa. Chuyện gì mọi người sẽ hiểu rồi đó nha. Rồi, no tên này luôn. Anh ta lấy điện thoại điện cho công an lại giải quyết, đem về đồn luôn. Mọi người hết sức cảnh giác những tình huống như thế này. Quá táo bạo. Có hai tên chạm xe. Một tên đang tiến sát lại chiếc xe, còn một tên thì đang ngồi trên xe để cảnh giác. Hai tên đều bịt khẩu trang nha mọi người. Tên này đang nhấc chiếc xe từ từ, dường như đây là một khu trọ. Nhưng không có ai mà xe cộ đậu nhóc luôn. Mọi người cẩn thận đó. Bây giờ nó đã dắt từ từ chiếc xe ra, nhưng vẫn không ai phát hiện được luôn mọi người ơi. Nó dắt ra giữa đường luôn rồi kìa. Sau đó là dùng chân để đạp bẻ phá cổ nghe mọi người. Đạp rất là nặng nhọc luôn kìa. Vẫn chưa đạp được luôn. Ghê chưa. Xe phá cổ thì nó dùng cái chiêu đạp này luôn đó. Vẫn là dùng hai tay một chân gồng hết sức người luôn kìa. Vẫn chưa được nữa kìa mọi người. Tên kia là vẫn quay đầu nhìn. Cảnh giác nha. Rồi lại là lên vẫn tiếp tục đạp nữa. Khu trọ này dường như đang ngủ trưa hay là gì sao mà không có ai hết mọi người ơi. Rồi bây giờ nó đã đạp xong và dắt chiếc xe, nó chưa có bẻ phá được nha. Nó dắt chiếc xe ra để đồng bọn nó là kè chiếc xe đi nghe mọi người. Đây kè đi chứ chưa mở phá luôn đó. Mọi người cảnh giác những tình huống nguy hiểm như thế này nha. Và bây giờ có một tên trộm mặc áo đen, bịt khẩu trang, đội nón bảo hiểm. Mọi người nhìn kìa, nó đang nhìn vô trong tiệm tạp hóa mà lén la lén lút. Đang thập thò xuống rồi. Bây giờ nó đi vô từ từ, nó lấy cái gì đây? Chưa nữa. Còn núp mọi người, hình như là có người. Rồi nó đi ra ngoài nữa rồi. Rất là kịch tính và hấp dẫn luôn. Nó vẫn là đang quan sát nha. Rồi bây giờ đã đi vô. Bịt khẩu trang nhìn không thấy mặt mày nó luôn. Giờ nó thò tay lấy là một hai kết nước ngọt hay gì đó mọi người ơi. Hai kết nước ngọt luôn. Về đặng trưng Tết. Rồi bây giờ nó đã chạy. Nhưng chưa đâu nghe mọi người. Đâu có dễ lấy. Đây bà cô trong tiệm tạp hóa chạy ra. Lấy của tao hả con. Đâu có dễ ăn cô được con. Bây giờ bà cô đi ra lấy vô lại. Ghê chưa.
mày lấy hả mày? Đâu có dễ ăn cô được. Có hai tên trộm đang đi trên một chiếc xe máy và không bịt khẩu trang. Một tên ngồi trên xe cảnh giác, còn tên còn lại đã đi vô để bẻ phá chiếc xe rất nhanh. Và bất ngờ nó đã bỏ chạy mọi người ơi. Nó đã bỏ chạy vì có một con bé. Đây con bé. Rất là may mắn cho chủ nhà đã không mất xe. Một nam thanh niên đang bán quần áo cho một người phụ nữ đang đứng rất là vững chắc. Bây giờ đây xuất hiện một tên cướp đi trên một chiếc xe bịt khẩu trang. Nó đang tiến sát lại gần và thò tay giật đi cổng dây chuyền của anh nhân viên này coi. Anh ta là hoảng hốt không biết chuyện gì luôn. Rất bất ngờ những tình huống như thế này luôn mọi người ơi. Quá nguy hiểm luôn. Bây giờ mọi người đang thấy có một chiếc xe đang đậu trước cửa nhà. Bỗng xuất hiện một tên trộm đang liếng la lén lút nhìn ngó. Dường như là hắn ta không bịt khẩu trang luôn nha. Rồi đi tới đi lui nhìn ngó trong nhà. Hắn ta đang làm gì đây? Tính làm gì đây? Đi lại rồi trong cái tay nắm cửa đang tính mở cửa hay là gì? Hắn ta đang thăm dò cái cửa nha mọi người, để coi sau đó là hắn làm gì đây. Quay qua bên chiếc xe rồi nha. Tiếp tục vẫn nhìn ngó camera xung quanh và đi tới đi lui. Nó vẫn chưa hành động nữa nha. Bây giờ đã quay lại. Rồi đã tiến sát vô, đang dỡ cốp yên xe. Nó đang dỡ cốp yên, đang nó chậm đồ kìa mọi người ơi. Nhưng đây anh chủ nhà hù đó. Ôi mày hả mày, chạy hả mày, chạy hả con. Và tiếp tục có hai tên trộm đi trên một chiếc xe đánh lừa nhân viên để lấy xe nha mọi người. Hai tên đó ngồi trên một chiếc xe đi vô một tiệm cà phê để kêu nhân viên ra mua nước. Hai tên đều bịt khẩu trang, đội nón bảo hiểm và một tên đang quẩy cái ba lô. Đã ngoắt nhân viên đi ra mua nước rồi nha mọi người. Dạ rồi, nhân viên đã đi ra. Tên này giả vờ là mua nước, sau đó là yêu cầu nhân viên đi vô làm nước. Thì ngoài đây chúng sửa soạn hành động nha. Và bây giờ tên áo trắng nè, hành động này nghe mọi người ơi. Nó đang tiến sát lại bẻ phá chiếc xe. Trong khi đó ở dưới đường là có một người phụ nữ ngồi đó như vẫn không biết gì luôn nghe mọi người. Đó. Rồi hắn ta rất nhanh bẻ phá xong, hai thằng tẩu thoát luôn. Quá ghê luôn. Và đây có một ông chú đang đi vô trong tiệm tóc để hỏi nhân viên cái này cái kia đó, mọi người chú ý. Và đây là chiếc điện thoại, đây mục tiêu của nó đó nha. À, coi nó này nha. Rồi giả bộ là tập thể dục dung dây, rồi thò tay. Nó thò tay nó lấy chiếc điện thoại rồi mọi người coi kìa. Đây thò tay lấy, bỏ túi rất nhanh luôn, không một động tác thừa. Sau đó giả bộ nha. Rồi bất ngờ cô nhân viên này ra đi tìm cái chiếc điện thoại nha mọi người. Và nó ảo thật nè, con nó ảo thật nè. Đây thò tay để lại, con nhìn kỹ nè, thò tay để lại mép bên kia, giả vờ như không có chuyện gì luôn. Đó, ghê chưa, ghê chưa. Cái này mà có đàn ông nó nắm đầu lại cho no luôn rồi, bỏ tay nó luôn chưa. Giờ rồi đây một tên trộm xuất hiện hồi lúc nào không biết, tiếp cận nguyên một dàn xe. Nó bịt khẩu trang, mặc áo trắng và đội nón bảo hiểm. Nó đang dùng đồ nghề để bẻ phá chiếc xe. Đây là cửa tiệm nào nhưng mà sao không có ai dòm xe và không có bảo vệ luôn nha mọi người. Đây bây giờ nó đã gặt chiếc xe rồi kìa, mở phá rồi kìa. Rất chuyên nghiệp chưa. Rồi sau đó là dắt xe ra, bẻ phá thành công rồi. Dắt ra và không có bị ai gượt hết luôn. Và chạy đi. Và bây giờ mọi người để ý nè, có hai tên trộm, một tên là ngồi trên xe, còn một tên đi vô dỡ tấm cao su để lấy chiếc xe bán bánh mì nghe mọi người. Đó, chiếc xe bán bánh mì nó cũng không tha nữa đó. Rồi một thằng là ngồi trên xe sẵn rồi, bây giờ đi vô hai thằng mặc áo đen nha, đã đóng bảo hiểm. Đi vô là ginh cái tủ bán bánh mì, bỏ lên xe.
đem về đặng nó bán bánh mì. Mấy ngày Tết nè, bỏ tay tụi này thiệt. Đây, mình để lên xe kìa mọi người. Xanh mì người ta mà nó cũng không tha nữa. Rồi, sau đó là hai thằng chạy về, thằng khai trương bán luôn, bỏ tay với tụi này luôn. Chúc mọi người một ngày bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Và em xin cảm ơn rất nhiều. Hãy đăng ký like share kênh của em để chia sẻ cho mọi người nha. Cả nhà ơi, bye bye.